Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên được giao gọi 1.800 công dân nam nhập ngũ, 8 công dân nữ và 285 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, tăng 8 công dân nữ, giảm 42 chỉ tiêu công an so với năm 2022. Thực hiện quyết định của trên giao, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp theo đúng luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 bảo đảm đúng đủ thành phần hoạt động đúng chức năng đồng thời tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chỉ thị kế hoạch quyết định về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2023 cũng như các văn bản để hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra các huyện thành phố thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 kết quả đã thực hiện tổng điều khám 6.390 công dân đủ sức khỏe nhập ngũ 2.857 công dân đạt tỷ lệ 44,7% tăng 1,8% so với năm 2022. Công dân có tuổi đời từ 18 đến 25 chiếm tỷ lệ 98,8%, còn lại là tuổi từ 26 đến 27. Dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 40,2%. Số công dân sẵn sàng nhập ngũ có đơn tình nguyện đạt tỷ lệ 16,9%. Số công dân được bồi dưỡng nhận thức về đảng trước khi nhập ngũ đạt tỷ lệ 37%. Trong những ngày qua, tại các địa phương của tỉnh Thái Nguyên đều đã tổ chức gặp mặt động viên và tặng quà cho 100% số công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ với mức bình quân 630.000 đồng một suất. Các hoạt động được tổ chức nhằm tiếp thêm niềm tin và động lực cho các tân binh lên đường nhập ngũ, bảo vệ tổ quốc. Đây cũng là dịp để các cấp ủy chính quyền nâng cao trách nhiệm, chăm lo thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, tạo điều kiện để thanh niên yên tâm lên đường, thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 100% số công dân nhận lệnh sẵn sàng nhập ngũ đều yên tâm tin tưởng sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, liên tục trong những ngày qua, hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương đã tiến hành công tác thâm nhập ba gặp bốn biết để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng gia đình và thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thông qua đó, hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương sẽ nắm chắc nguồn thanh niên nhập ngũ bảo đảm về chất lượng, làm cơ sở để chốt danh sách, báo lệnh gọi nhập ngũ theo đúng luật, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Qua đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự, gia đình ông Vũ Quang Thục, chú tại tổ dân phố Làng Sắn, phường Bách Quang, có cháu trai là Vũ Trọng Diễn, đủ điều kiện nhập ngũ năm 2023. Rất phấn khởi vì cái cháu ở cái lứa tuổi thanh niên, nghĩa tuổi, bỏ lên đường bảo vệ tổ quốc tôi sẽ động viên các cháu là cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Và quân đội thì em sẽ có tâm cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với phương châm ba gặp bốn biết, hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương đã phối hợp cùng với ban chỉ huy quân sự thành phố đến từng gia đình đảm bảo thanh niên được tuyển chọn có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hóa và không mắc tệ nạn xã hội. Ở ban chỉ huy quân sự xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể cũng như là À, ban chỉ huy sự thành phố về các gia đình công dân trúng tuyển để uh, trao đổi nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng cũng như nắm bắt về cái tình hình hoàn cảnh gia đình của từng công dân từ đó để làm tốt cái công tác động viên uh, tư tưởng cũng như tinh thần trước cho các công dân trước khi lên đường nhập ngũ với phương châm tuyển người nào chắc người đó bằng nhiều biện pháp và cách làm hiệu quả cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 được tiến hành bài bản, chặt chẽ, đúng quy định và đảm bảo chất lượng. Theo thống kê của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, trong số các tân binh năm nay, thành phần là người dân tộc thiểu số là 715 đối tượng, chiếm tỷ lệ 40,2%. Tân binh theo đạo Thiên Chúa Giáo chiếm tỷ lệ 1,6%, tiên lành tỷ lệ 0,5% những thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên có đạo tham gia nhập ngũ. Đây là sự quan tâm trong công tác vận động, tuyên truyền của các cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời cũng khẳng định nhận thức của thanh niên đã ngày càng được nâng cao, thể hiện tinh tự giác của thế hệ trẻ. Xóm Mỏ Ba, nhiều người vẫn nói đây là nơi thâm sơn cùng cốc trên đỉnh núi thuộc xã Tân Long, Đồng Hỷ. Để vượt hơn chục cây số đến đây cũng là cả một hành trình khó khăn ngay cả với người dân bản địa. Chúng tôi đã theo chân những cán bộ ban chỉ huy quân sự huyện Đồng Hỷ đến với Mỏ 3 thăm động viên một tân binh người dân tộc Mông năm nay sẽ tham gia nhập ngũ. Tân binh Vương Văn Hải vừa học xong lớp 12, ở xóm với đa số đồng bào dân tộc Mông sinh sống trong suy nghĩ của nhiều người dân ở đây là con trai thì phải ở nhà lên nương trồng trọt. Nhưng với gia đình Hải, sau khi được cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền động viên, gia đình em đã hồ hởi đăng ký cho con mình tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Có một thằng con trai thì nó được đi nghĩa vụ thì gia đình rất cũng là rất là rất phấn khởi mà rất là yên tâm cho nhà nước quan tâm đến gia đình của chồng em và chồng em cũng là động viên cho con trai là bảo là đi là không phải con gái mà không phải chịu khó và nghe lời của mấy cán bộ đấy. Mình là công dân thì mình đi nghĩa vụ quân sự thì nó làm một niềm tự hào. Em nghĩ là việc đi lính là một việc là liên quan và ý nghĩa với công dân. Ở một xóm nghèo lại đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như mỏ ba, cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp thực hiện tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, các văn bản liên quan đến công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, làm tốt công tác tư tưởng, động viên tinh thần và trao quà cho các tân binh có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, dù ban đầu gặp không ít khó khăn, song thực hiện kế hoạch năm nay, xóm đảm bảo đủ số lượng công dân tuyển chọn và tham gia nhập ngũ. Chi bộ rồi coi như là ban xóm phối hợp với các ban ngành các tổ chức của xóm ấy, thì cũng đến là tuyên truyền vận động bà con thì bây giờ là cái luật nghĩa vụ quân sự là cũng không phải là, là đây là cái luật nghĩa vụ quân sự rồi vừa là quyền công dân rồi là vừa là luật cũng nghĩa vụ quân sự nên là, là thời gian đi thì nó không lâu nó chỉ hai năm thôi nhưng mà đi rồi thì bây giờ là mình đang ở một cái vùng quê như thế này còn là hậu như thế này nhưng mình đi rồi thì mình được đào tạo huấn luyện trong quân đội thì sau đó là mình sẽ nắm bắt được những cái chủ trương chính sách của nhà nước của đảng về để áp dụng với địa phương với gia đình là một trong hai thanh niên công giáo của huyện Đại Từ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, tân binh Phạm Văn Mạnh Tài, tổ dân phố Xuân Đài, thị trấn Hùng Sơn, đang chờ mong từng ngày khát khao được cống hiến một phần công sức cho tổ quốc, cũng là để thể hiện lòng kính chúa yêu nước của mình. Mặc dù gia đình động viên em học nghề để phụ giúp kinh tế, tuy nhiên bản thân em mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân ngũ với kỷ luật cao. Từ khi tôi nhận được uh, giấy nhập ngũ thì trong lòng rất là phấn khởi. Và bản thân tôi là người công giáo, tôi sẽ vào đấy hoàn thành chốt nhiệm vụ. Với tinh thần đồng bào công giáo thì là người dân phải phục vụ tổ quốc. Thế cho nên là mọi này đồng bào công giáo cũng như từ cha xứ đến tổ dân phố để là tuyên truyền vận động bà con là kính chúa và yêu nước. Tham gia nghĩa vụ quân sự là bổn phận và trách nhiệm của mỗi thanh niên đối với tổ quốc. Tin tưởng rằng những thanh niên ưu tú của tỉnh Thái Nguyên sẽ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang Việt Nam và trở thành một công dân có ích cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, vào đúng 8 giờ ngày 6 tháng 2 năm 2023, lễ giao nhận quân năm 2023 sẽ đồng loạt diễn ra tại 9 trên 9 huyện thành phố của tỉnh Thái Nguyên. Lúc này công tác chuẩn bị cho sự kiện đã cơ bản hoàn tất. Đặc biệt, để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền cho sự kiện này, cầu truyền hình trực tiếp Ngày hội tuyển quân mùa xuân năm 2023 do Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên cũng sẽ lên sóng vào hồi 7 giờ 30 phút cùng ngày. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn. Đến thời điểm này có thể khẳng định công tác tuyển quân năm 2023 của tỉnh Thái Nguyên được triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng luật nghĩa vụ quân sự, đủ điều kiện để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân trên giao. Cũng rất là phấn khởi. Năm 2023 chúng ta tổ chức lễ giao nhận quân trong cái điều kiện là dịch bệnh đã tương đối ổn định các cái nhiệm vụ thì đã hoàn thành tốt của 2022 trong cái không khí đầu xuân thì trong một cái không khí rất là tốt trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương thì rất được quan tâm đồng thời là các cái nội dung triển khai thì được đồng bộ từ cấp ủy chính quyền cho đến là cơ quan quân sự các cấp cũng như là sự vào cuộc của các cái ban ngành trong cái nội dung tổ chức công tác tuyển quân và cụ thể hơn thì tổ chức cái lễ giao nhận quân chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh là tổ chức bốn cái điểm cầu truyền hình trực tiếp để thực hiện làm sao nó thực sự là cái ngày hội tổng quân của trong toàn tỉnh. Với cái tinh thần đó thì để động viên, khích lệ cũng như là thực hiện thật tốt cái công tác hậu phương quân đội, tạo nên một cái không khí vui tươi, phấn khởi và thanh niên rất là sẵn sàng lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và với cái công tác chuẩn bị hiện nay tương đối là tốt thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng là công tác tổ chức lễ giao nhận quân sẽ hoàn thành rất là tốt, chương trình cũng như là giao đủ 100% chỉ tiêu cho các đơn vị. Những tháng năm được rèn luyện trong môi trường quân đội chắc chắn sẽ giúp các chiến sĩ trưởng thành vững bước hơn cho một hành trình mới của cuộc sống. Đồng thời, tình đồng chí đồng đội là những điều thiêng liêng của người lính cũng sẽ là những dấu ấn đẹp đẽ của những quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Xin chúc cho tân binh của tỉnh Thái Nguyên lên đường nhập ngũ đợt này có nhiều sức khỏe, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong tu dưỡng, rèn luyện, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Việt Nam ngày càng vững mạnh sẵn sàng bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được khép lại mời quý vị tiếp tục quay trở lại với các nội dung của chương trình thời sự